đầu ối trước hết là dưới tác dụng của cơn co tử cung, nước ối bị đẩy xuống đoạn thấp tạo thành đầu ối. Các loại đầu ối thì gồm có 3 loại: ối dẹt, ối phồng và ối hình quả lê. Ối dẹt là gì? Ối dẹt là khoảng cách giữa màng ối và ngôi thai là một lớp nước ối mỏng. Màng ối hầu như sát vào ngôi thai và tiên lượng như vậy là ngôi thai bình chỉnh tốt. Thứ hai, ối phồng là khoảng cách giữa màng ối và ngôi thai là một lớp nước ối dày hơn, thường gặp trong các trường hợp ngôi thai bình chỉnh không tốt. Thứ ba, ối hình quả lê là đầu ối dài thõng trong âm đạo, mặc dù cổ tử cung chưa mở hết, tức là mở còn nhỏ, chỉ khoảng tầm 2-3 cm thôi, do màng ối mất khả năng chu giãn và thường gặp trong những trường hợp thai chết lưu. Và đây là hình ảnh của đầu ối dẹt, cái khoảng lớp nước ối giữa đầu thai nhi và màng ối, thường nhỏ hơn 1 cm. Tác dụng của đầu ối thì có 3 tác dụng. Một, trước hết là bảo vệ thai nhi tránh sang chấn khi chuyển dạ, giúp thai nhi bình chỉnh dễ dàng trong quá trình chuyển dạ. Thứ hai là giúp chống nhiễm khuẩn, do đó khi màng ối đã vỡ, đặc biệt là trên 6 tiếng thì nguy cơ nhiễm khuẩn ngược dòng là rất cao, và do đó mình sẽ phải điều trị kháng sinh dự phòng. Thứ ba là giúp dưới tác dụng của cơn co tử cung thì đầu ối giúp tì vào cổ tử cung, giúp cho việc xóa mở cổ tử cung, do đó những trường hợp ối vỡ sớm, ối vỡ non sẽ cản trở làm cho quá trình chuyển dạ bị kéo dài hơn và không thuận lợi. Còn có một số các định nghĩa khác. Một, ối vỡ đúng lúc là gì? Bình thường màng ối khi hết tác dụng thì ối lúc đấy vỡ là đúng lúc, và chỉ hết tác dụng khi cổ tử cung đã mở hết, tức là mở 10 cm. Ối vỡ sớm là ối vỡ lúc đấy đã có chuyển dạ rồi nhưng cổ tử cung chưa mở hết. Và ối vỡ non là ối vỡ khi chưa hề có chuyển dạ, tức là chưa hề có cơn co tử cung. Các chỉ định bấm ối. Bấm ối là gì? Là một thủ thuật xé màng ối một cách chủ động để nước ối thoát ra ngoài trong chuyển dạ đẻ. Vậy khi nào thì mình được bấm ối? Một, chỉ định bấm ối khi mà màng ối không còn tác dụng nữa và vào đúng lúc, như vậy khi mà cổ tử cung mở hết, tức là khi cổ tử cung đã mở hết rồi, giai đoạn cuối cùng của quá trình xóa mở cổ tử cung, thì lúc đấy sẽ hỗ trợ là bấm ối để chuẩn, để giúp cho đầu thai, ngôi thai sau đó di chuyển dần xuống dưới và để bình chỉnh, sau đó thì sẽ xảy ra quá trình lọt và xuống. Hai, chỉ định thứ hai là màng ối dày, đầu ối phồng gây xóa mở chậm cổ tử cung. Cái việc đánh giá là màng ối dày rất khó, trên lâm sàng thực tế thì không có cái việc khám mà để xác định đấy là màng ối dày thì hầu như không phát hiện được, mà chủ yếu dựa vào tất cả các yếu tố khác của chuyển dạ đã điều chỉnh mà tốt, mà đã hoàn toàn phù hợp với giai đoạn chuyển dạ mà quá trình chuyển dạ vẫn diễn ra chậm, thì lúc đấy dựa vào biểu đồ chuyển dạ người ta sẽ có quá trình là sang bước sang cái giai đoạn là biểu đồ chuyển dạ nó giao với đường hành động, thì lúc đấy sẽ phải bấm ối. Thứ ba là tia ối trong đa ối. Khi mà đa ối thì buồng tử cung bị căng giãn quá mức, khi đó thì làm cho cản trở cái cơn co tử cung, do đó mà bấm ối sẽ giúp cho thúc đẩy cho quá trình giúp cho cơn co tử cung co tiến, giúp cho cái cơn co tử cung trở lại ở trạng thái bình thường được, do đó mà sẽ tia ối trong quá trình đa ối. Tuy nhiên đa ối thì nước ối lượng rất nhiều, do đó mà khi bấm ối trong đa ối thì người ta không gọi là bấm ối mà người ta gọi là tia ối, có nghĩa là cho nước ối chảy ra một cách từ từ bằng cách chỉ tạo thành một lỗ thủng nhỏ ở trên màng ối, sau đó cho lượng nước ối chảy ra từ từ để tránh tình trạng dây rốn ở trong màng ối, ở trong nước ối chảy ra ngoài theo cái chỗ vỡ của màng ối, dẫn đến hiện tượng xa dây rốn. Đấy là một trong những cấp cứu của sản khoa. Cô tiếp tục nhé. Tiếp tục của cái chỉ định bấm ối là trong trường hợp gây đẻ chỉ huy làm nghiệm pháp lọt ngôi trỏng hay đẻ thai thứ hai trong sinh đôi. Gây đẻ chỉ huy có nghĩa là
người ta sẽ gây cơn co tử cung bằng truyền oxytocin. Sau đó thì trong cái quá trình đó thì người ta giúp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển bằng cách là có thể là khi mà cổ tử cung bước sang giai đoạn bước khi cổ tử cung bước khi pha khi chuyển dạ bước sang giai đoạn tích cực thì họ sẽ bấm ối và để giúp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dạ. Thứ hai là làm nghiệm pháp lọc ngôi trọng, có nghĩa là gì? Khi người ta nghi ngờ có sự bất tương xứng giữa đầu thai nhi và khung trọng thì người ta sẽ làm nghiệm pháp lọc để đánh giá xem là liệu thai nhi có lọt qua được khung trọng của người mẹ hay không. Và cái nghiệm pháp lọt này thường sẽ làm khi quá trình chuyển dạ bước sang giai đoạn tích cực, tức là đối với con so thì cổ tử cung mở từ 4 cm trở lên, đối với người con dạ thì cổ tử cung mở từ 3 cm trở lên. Ta sẽ bấm ối, sau đó sẽ theo dõi tất cả các yếu tố từ cơn co tử cung này, tim thai, tất cả phù hợp. Thì nếu trong vòng 2 tiếng mà cổ tử cung không có hiện tượng tiến triển thêm, tức là không có hiện tượng mở thêm, thì lúc đấy người ta nói là nghiệm pháp lọc ngôi trọng thất bại và có thể sẽ phải đi mổ để thai. Và đẻ thai thứ hai trong sinh đôi, trong trường hợp mà đẻ song thai thì ví dụ thai thứ nhất là ngôi đầu đẻ ra rồi thì ngôi thai thứ hai có thể không phải là ngôi đầu, ví dụ có thể là ngôi ngược thì hoặc là ngôi ngang. Thì lúc đấy khi cổ tử cung đã mở hết, khi ngôi thai đã tì hơn thì mình sẽ tìm thời điểm thuận lợi để bấm ối và đưa tay vào trong để nội xoay thai ở trong buồng tử cung, thường là sẽ tóm lấy chân của thai nhi và kéo xuống để cho thai từ ngôi ngang hoặc hoặc các ngôi không thuận lợi khác chuyển thành ngôi ngược để có cơ chế đẻ đường dưới. Chỉ định tiếp theo của bấm ối là bấm ối trong những trường hợp nội xoay thai khi có chỉ định, thường hay gặp trong những trường hợp thai thứ hai trong sinh đôi hoặc trong những cái trường hợp mà ví dụ như là thai bất thường chẳng hạn, người ta cố gắng để đẻ đường dưới thì mới nội xoay thai, bởi vì nội xoay thai nguy hiểm nhất là thường dẫn đến sang chấn của thai nhi, nên bây giờ cái việc mà nội xoay thai ít tiến hành, ít thực hiện hơn. Chỉ định tiếp của bấm ối là rau bám mép, chảy máu ít. Trong hợp này không phải là rau tiền đạo hoàn toàn, tức thì những cái trường hợp đấy có thể theo dõi xem thai nhi có thể đẻ được đường âm đạo hay không, người ta sẽ bấm ối để cầm máu và xé song song với bánh rau để nhằm mục đích là khi mà có cơn co tử cung thì cái hiện tượng co kéo dẫn đến bong bánh rau lại ít hơn, và nếu trong trường hợp cầm máu được thì mới có thể theo dõi đẻ đường dưới, còn nếu không cầm máu được thì sẽ phải đi mổ. Bấm ối thì cũng sẽ có những chống chỉ định trong những trường hợp khi chưa có chuyển dạ thực sự, cơn co tử cung chưa đều đặn, thì khi lúc này bấm ối thì sẽ làm mất các tính chất của đầu ối và lúc đó sẽ làm cản trở cái việc là quá trình chuyển dạ là một này, cản trở dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm trùng này, và dẫn đến hết ối khi có cơn co tử cung sẽ tử cung sẽ bóc chặt và thai nhi dễ dẫn đến chèn ép dây rốn, dễ dẫn đến suy thai. Trong trường hợp có xa dây rốn trong bọc ối, có nghĩa là ối vẫn còn, thế nhưng dây rốn ở ngay ở vị trí các em có nhìn thấy con trỏ mà cô di chuyển trên màn hình không? Có ạ. Thì dây rốn sẽ nằm ở vị trí giữa đầu thai nhi và màng ối. Thế thì nếu nó nằm ở vị trí mà cô đang chỉ đây thì có thể dẫn đến khi ối vỡ, đầu thai nhi sẽ tì thấp xuống và dẫn đến là chèn ép vào dây rốn. Do đó trong những trường hợp xa dây rốn trong bọc ối thì người ta không bấm ối. Trong trường hợp không bấm ối, trong trường hợp nữa là trong trường hợp mà bệnh mà thai nhi không có cơ chế đẻ đường dưới, đối với những cái ngôi bất thường ví dụ như ngôi mặt, ngôi mông, ngôi vai thì không có cơ chế đẻ rồi, ngôi mông thì trong trường hợp cổ tử cung chưa mở hết thì người ta cũng không bấm ối, bởi vì khi đấy bấm ối cái màng ối
còn giúp cho đầu thai nhi, ngôi của thai nhi bình chỉnh cho tốt. Ví dụ ngôi mặt thì có một loại ngôi mặt mà có thể đẻ được và một loại ngôi mặt là không đẻ được. Ngôi mặt nào là đẻ được ạ? Các bạn học chưa học bài đó đúng không ạ? Ngôi trán đẻ được ạ. Ngôi trán bình thường cũng không đẻ được. Ngôi trán chỉ đẻ được trong trường hợp là ngôi nó phải cúi tiếp, nó trở thành ngôi trỏ thì lúc đấy nó mới đẻ được. Mình hình dung quá trình chuyển dạ đẻ chính là cái quá trình mà thai nhi sẽ từ trong tử cung đi qua ống đẻ, qua cả khung xương chậu ở phía bên ngoài để ra bên môi trường bên ngoài. Thế thì ngôi thai giống như phải bình chỉnh, nó giống như là mình phải lựa đi qua một khe cửa nhỏ. Thì lúc đấy ví dụ trong trường hợp mà ngôi trán có nghĩa là ngôi vẫn chưa cúi, không cúi cũng không ngửa. Khi ngôi mặt có nghĩa là ngôi đầu nhưng mà đầu ngửa. Còn ngôi trán là ngôi đầu nhưng mà không cúi tốt cũng không ngửa. Do đó nó sẽ phải quay về, nó phải cúi tốt đi để trở thành ngôi trỏ. Lúc đấy nó mới bình chỉnh, tức là nó mới đi qua được khung chậu của người mẹ thì nó mới có cơ chế để mà đẻ xuống dưới, được chưa ạ? Còn nếu không, quá trình chuyển dạ nó sẽ bị dừng ở đó. Thì các bạn nhớ là trong những cái trường hợp mà ngôi bất thường thì mình phải để cho ngôi cố định hết đã, sau đó thì mới mở, khi cổ tử cung mở hết đã và ngôi cố định thì lúc đấy mới bấm mối, được chưa ạ? Và bởi trong nếu trường hợp ngôi vai mà bấm mối thì chắc chắn là phải nội xoay thai để nó trở thành ngôi mông, để kéo tóm chân ra thì lúc đấy mới có cơ chế đẻ. Ngôi mông thì giúp cho mông thì tốt hơn, và vì cái ngôi mông ấy thì cổ tử cung mở hết nhưng do cái phần tỳ ở dưới không tốt, do đó mà cái việc sang chấn nó sẽ nhiều. Do đó người ta muốn là bao giờ ngôi mông cũng để cho nó tỳ thật tốt, nong giãn cái cổ cung tốt. Bởi vì nhiều trường hợp mông ra được nhưng đầu lại không ra được, dễ dẫn đến mắc đầu hậu. Tiếp theo, kỹ thuật bấm mối thì chuẩn bị sẽ gồm có một người nữ hộ sinh hỗ trợ cho việc bấm mối. Họ sẽ nghe, sẽ kiểm tra bệnh nhân trước hết là toàn trạng bệnh nhân. Thứ hai là nghe lại tim thai. Thứ ba, họ chuẩn bị đầy đủ các trang phục là áo, mũ, găng tay, vô khuẩn. Còn sản phụ sẽ được giải thích trước khi làm thủ thuật là vì sao lại phải bấm mối và bấm mối có tác dụng gì, có nguy cơ gì. Và nằm trên sản phụ sẽ được nằm trên bàn đẻ theo tư thế sản khoa, được làm vệ sinh âm hộ âm đạo, và dụng cụ được tiến hành sẽ dùng một kim bấm ối hoặc một cành của kẹp cô xê có mấu. Thì cái kẹp cô xê có mấu sẽ có hai loại, một dạng là có một mấu và một dạng có hai mấu. Thì thường dạng có một mấu các bạn sẽ làm dễ hơn. Và cái kim mà để bấm ối thì ở nước ngoài người ta có hẳn một cái kim bằng nhựa để bấm mối, người ta gọi là kim amino hook. Và kim amino hook nó có nhiều dạng, nó có dạng là dạng nhựa như thế này, cũng có dạng là dạng móc bằng kim loại. Trông thì có vẻ ghê nhưng mà vì nó có cái đầu tròn như thế này, do đó mà hầu như nó rất ít cào vào da đầu của thai nhi. Ngoài ra thì người ta cũng có thể là chế tạo ra những cái dạng như găng tay là kim arum hook, để mà nó có một cái đầu nhọn để bấm mối. Và cái kỹ thuật bấm mối là ta sẽ thăm khám như bằng hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa, như thăm khám phụ khoa và sản khoa. Qua lỗ cổ tử cung ta sẽ tiếp cận được với đầu gối. Sau đó thì tay bên trái là tay không thuận ý, sẽ đưa kim theo đường dẫn của tay đang khám ở bên trong để đưa đầu kim vào đúng vị trí và hất vào đầu gối. Kỹ thuật bấm ối thì cách bấm ối tất nhiên là sẽ tùy theo chỉ định.
Thường người thầy thuốc sẽ đứng bên phải hoặc đứng giữa hai chân của sản phụ, một tay đưa ngón trỏ và ngón giữa vào âm đạo qua cổ tử cung tới màng ối, tay kia luồn kim giữa hai ngón, rồi hai ngón, tức là theo hai ngón trỏ và ngón cái của bàn tay thuận ý, vào cho mà đã để thăm khám trước rồi, rồi đưa kim theo đó vào vị trí rồi chọc vào màng ối để cho nước ối thoát ra từ từ, hoặc dùng mấu của kẹp cô xê có mấu phá màng ối cũng giống như thế. Đây, phóng đại lên nó như thế này và sẽ móc vào màng ối xong kéo ra, đưa vào một cái lực nhẹ ở đây vào đúng màng ối xong kéo ra. Sẽ gì khác biệt giữa đầu ối phồng và đầu ối dẹt? Đầu ối dẹt thì lượng nước ối giữa đầu thai nhi và màng ối là ít, do đó mình phải bấm ối trong cơn co tử cung để tránh sang chấn vào da đầu thai nhi. Hai, bấm ối trong đầu ối phồng thì thường bấm ối ngoài cơn co để hướng cho một tay bên trái, hoặc là thậm chí là có người nữ hộ sinh sẽ giúp cố định cái đáy tử cung để giúp cho cái ngôi thai nó di chuyển từ từ xuống phía phía dưới. Bấm ối ngoài cơn co hướng cho đầu trúc vào eo rồi mới xé rộng màng ối, vì những cái lúc đấy rất dễ ra dây rốn. Đối với trong trường hợp ngôi ngang thì khi có đủ điều kiện, tức là cổ tử cung đã mở hết rồi và có chỉ định nội soi thai, thì ngay sau khi bấm ối ta sẽ xé rộng màng ối và đưa tay sâu vào trong buồng tử cung tìm chân thai nhi và đồng thời là ngăn không cho nước ối ra ngoài, thì lúc đấy thai mới xoay dễ ra, kéo chân của thai nhi xuống. Trong trường hợp bấm ối cho rau tiền đạo chảy máu ít thì ta sẽ xé màng ối song song với mép bánh rau để tránh thương tổn bánh rau gây chảy máu. Thứ năm, bấm ối trong đa ối là để nằm sản, để sản phụ nằm đầu dốc hơn, mông hơi cao, dùng phương pháp tia ối là bằng cách chọc một lỗ nhỏ ngoài cơn co tử cung để cho nước ối chảy ra từ từ. Khi ối gần hết thì lúc đấy mới xé rộng màng ối để tránh cho áp lực của bụng giảm một cách đột ngột, dễ dẫn đến xa dây rốn hoặc xa chi làm cho ngôi thai ngồi bất thường. Nếu xa chi thì ví dụ chi nó xa lên phía đầu của ta, bên cạnh đầu thai nhi, thì sẽ làm đầu cho thai nhi không tì xuống được và lúc đấy sẽ làm cho quá trình chuyển dạ bị kéo dài. Và sau khi bấm ối xong thì mình sẽ phải theo dõi sau bấm ối, phải kiểm tra lại ngay sau bấm ối để phát hiện xem có xa dây rốn không, phải nghe lại tim thai để đề phòng xa dây rốn do bị chèn ép, so sánh nhịp tim thai trước và sau khi bấm ối, phải đánh giá xem màu sắc nước ối và đo lượng nước ối. Ngoài ra bao giờ cũng phải đánh giá toàn trạng của thai phụ, bởi vì có những trường hợp sau khi bấm ối xảy ra tình trạng nước ối tràn vào tuần hoàn của mẹ, dẫn đến gọi là tình trạng tắc mạch ối. Đấy là một cấp cứu, tối cấp cứu của sản khoa, và đa phần những trường hợp mà không có kinh nghiệm thì đều sản phụ và em bé đều tử vong. Nếu nước ối có màu sắc bất thường, màu xanh hoặc màu hoặc máu thì phải tìm nguyên nhân. Nếu nước ối màu xanh thì phải xem là thai có bị suy hay không, có tình trạng suy thai mãn tính từ trước hay không, hoặc suy thai cấp tính hay không. Còn nếu nước ối có máu thì phải xem là có vỡ tổn thương mạch máu nào hay không, hay có bị rau bong non hay không. Những tai biến có thể gặp phải trong trường hợp bấm ối, thứ nhất là xa dây rốn. Nếu phát hiện xa dây rốn cho sản phụ nằm đầu thấp, mông kê cao, ta sẽ dùng hai ngón tay đẩy dây rốn lên, và nếu không đẩy được thì sẽ phải chuyển thai phụ đi mổ cấp cứu. Và trong quá trình chuyển thì tay cũng phải đẩy đầu thai nhi lên trên cao để tránh cho đầu thai nhi tì vào dây rốn ở vị trí này, thì ta sẽ đưa và cố gắng đẩy đầu thai nhi hướng lên phía trên. Và trong trường hợp xa dây rốn mà dây rốn còn đập thì mới cấp cứu. Còn nếu trong trường hợp dây rốn không còn đập, không còn tim thai, thì lúc đấy không có chỉ định mổ cấp cứu nữa, bởi vì thai đã chết. Thứ hai, xa chi. Thì trong những trường hợp đấy ta sẽ thử đẩy chi lên và theo dõi tiến triển của chuyển dạ. Nếu chi mà lên được và đầu thai vẫn bình chỉnh được, ngôi thai vẫn bình chỉnh tốt, vẫn tiến triển tốt, thì vẫn theo dõi đẩy được đường dưới. Nhưng trong trường hợp đẩy chi lên nhưng
không có quá trình đình chỉnh, quá trình chuyển dạ bị đình trệ ở đó, và làm quá trình chuyển dạ kéo dài có thể sẽ phải đi mổ lấy thai, nguyên nhân vì cổ tử cung không mở thêm được, không tiến triển. Thứ ba là chấn thương thai nhi. Đối với những người trường hợp mà ối ít hết ối thì cần phải người nhân viên y tế có kinh nghiệm bấm ối, bởi vì có thể gây sang chấn cho đầu thai nhi. Phải xác định định ối rõ là ối còn hay ối đã vỡ để bấm ối trong trường hợp mà có cơn co tử cung để tránh gây sang chấn cho thai nhi. Và đây, đây là hình ảnh mà bấm ối và gây những cái vết xước trên đầu thai nhi. Trong nếu mà mẹ mà những gia đình người ta nhìn này thì rất là xót cho em bé. Thế thì bài giảng của cô hôm nay là kết thúc ở đây.